chào các bạn đã trở lại với nhà bếp Cooking Hobby của Nina. Như các bạn đã thấy là hồi nãy Nina đã chào các bạn bằng một cái câu chào rất là nổi tiếng và rất là thân thuộc đối với tất cả các bạn mà đam mê xem phim Hàn Quốc. Khi nghĩ đến Hàn Quốc thì các bạn cũng giống như Nina thì sẽ nghĩ đến đầu tiên là món kim chi. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Nina sẽ chia sẻ với các bạn công thức làm món kim chi Hàn Quốc. Và đây là công thức đơn giản nhất, khẩu vị hợp nhất đối với người Việt Nam. Món kim chi thì gồm có hai phần. Một phần là các bạn sẽ cần cải thảo, muối cải thảo. Và phần thứ hai sẽ là phần mình làm nước kim chi. Thì cái sauce kim chi mở đầu thì nó sẽ rất là sần sệt. Và sau khi mà cái quá trình lên men của kim chi thì sau đó cái nước của kim chi nó sẽ lỏng dần và nó ăn rất là ngon, dùng để nấu súp, nấu canh, bỏ vào mì gói chẳng hạn, hoặc là thậm chí các bạn không cần bất cứ một món gì khác ngoài kim chi để ăn với cơm nóng. Vật liệu để làm món kim chi thì ở đây Nina đã chuẩn bị sẵn hết tất cả các vật liệu. 2 ký cải thảo, 2 củ cà rốt. Hôm nay đi chợ thì Nina không kiếm được củ cải trắng dài, Nina chỉ kiếm được củ cải trắng tròn. Nhưng mà các bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ loại củ cải trắng tròn hay là dài cũng được. 1 củ gừng cỡ trung, 55g đường, 55g bột nếp, 1 chén hành tây, 1 chén tỏi, 300g muối dùng để muối cải thảo, 250ml nước mắm, và các bạn nên chọn nước mắm ngon, 750ml nước thường và 100g ớt bột. Theo Nina nghĩ, mình có thể sử dụng bất cứ các loại ớt bột nào mà các bạn có thể tìm thấy ở chợ địa phương, không cần thiết phải là loại ớt bột của Hàn Quốc. Nếu như các bạn có ớt bột Hàn Quốc thì món kim chi của các bạn sẽ gần giống với lại món kim chi Hàn Quốc hơn. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng bất cứ loại ớt bột nào cũng được. Ở đây Nina đi chợ thì Nina thấy loại ớt bột này, cho nên Nina chỉ sử dụng loại ớt bột này thôi. Nina không có. Sau đây thì Nina sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt cải thảo. Thì khi mà đi chọn lượng cải thảo ở chợ thì các bạn nên chọn những củ cải thảo lá còn tươi, và khi mà các bạn cầm thì cái lá nó rất là chắc tay. Bao giờ khi cắt cải thảo để làm kim chi thì các bạn cũng nên để một thau nước như thế này để mình ngâm cải thảo vào nước. Mình rửa qua nước lạnh thì giúp cho muối nó thẩm thấu vào cải thảo nhanh hơn. Mình lấy dao mình để ở giữa như thế này, và các bạn dùng 2 ngón tay các bạn tách phần cải thảo này ra, và sau đó mình cũng dùng dao và dùng 2 ngón tay cũng tách ra. Cái phần cùi của cải thảo các bạn không ăn, mình dùng dao cắt như thế này thì phần này các bạn sẽ bỏ đi. Và cái phần ở bên trong như thế này thì mình chỉ cần lấy tay bẻ là đủ để mà vừa cái miếng ăn của mình là được rồi. Còn phần còn lại thì các bạn chỉ cần cắt phân nửa ra như thế này, và như vậy là xong. Một phần mình bỏ cái này vào trong nước, sau khi mà các bạn rửa nước 3 lần để hơi ráo một tí. Thì ở đây thì cái phần của Nina chia ra thành 3 phần, bởi vì ở nhà Nina không có một cái thau bự. Và sau đó thì chúng ta sẽ dùng 300g muối để muối hết tất cả các số lượng cải thảo mà chúng ta có. Các bạn sẽ muối cải thảo trong vòng 1 tiếng rưỡi. Khoảng nửa tiếng thì các bạn sẽ đảo cải thảo ở mặt dưới, từ mặt dưới lên mặt trên. Sau đây Nina sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sốt kim chi.
chúng ta sẽ hòa tan 750ml nước lạnh cùng với 55g bột nếp. Và chúng ta sẽ quậy thật là đều cho tới khi bột nếp được tan đều trong hỗn hợp nước. Trong khi nước sôi thì các bạn phải quậy đều tay và quậy liên tục. Vì nếu mà các bạn ngưng thì bột nếp nó sẽ đóng ở dưới đáy nồi và nó sẽ bị khét. Các bạn cứ quậy liên tục cho tới khi nước nó sôi lên. Sau khoảng thời gian 5-10 phút quậy liên tục thì bây giờ thì bột nếp của Nina đã bắt đầu chín. Như các bạn đã thấy là nó đã quấn lại như thế này. Và sau khi mà bột nếp của chúng ta đã chín rồi thì chúng ta sẽ bỏ vào đây 55g đường. Sau đó chúng ta sẽ tắt bếp và nhấc khỏi lò. Bột nếp nấu chín các bạn phải để nguội. Sau đây Nina sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt cà rốt, củ cải trắng cũng giống như là hành. Đối với hành lá thì các bạn sẽ sắc theo đường chéo, không cần phải mỏng quá đâu các bạn. Một chén tỏi các bạn bỏ vào máy sắc, hành tây các bạn cắt nhỏ ra. Bỏ vào máy xay. Gừng các bạn cũng cắt nhỏ ra và bỏ vào máy xay. Sau đó các bạn cho 250ml nước mắm. Chúng ta đậy nắp lại và xay hỗn hợp này với thời gian là 1 phút ở tốc độ cao. Thời gian 1 phút thì hỗn hợp của chúng ta đã nát với nhau. Các bạn sẽ đổ hỗn hợp này vào một thau nhỏ. Và sau đó chúng ta sẽ trộn nếp chúng ta đã nấu chín và bây giờ là nếp đã nguội rồi, chúng ta sẽ trộn nếp vào đây. Và chúng ta sẽ bỏ 100g bột ớt vào hỗn hợp này. Sau khi các bạn đã muối cải thảo 1.5 tiếng thì các bạn sẽ xả nước sạch lại 3 lần và để ráo cải thảo. Bây giờ cải thảo của chúng ta đã sẵn sàng để được làm kim chi. Đây là hỗn hợp cà rốt, củ cải trắng và hành mà Nina đã sắc. Sau khi sắc xong thì các bạn sẽ đổ hỗn hợp sốt kim chi vào hỗn hợp này. Các bạn cho khoảng phân nửa cái hỗn hợp sốt kim chi và chúng ta trộn cho hỗn hợp này ngập trong sốt. Nếu mà các bạn ở đây thì các bạn sẽ nghe được cái mùi thơm của kim chi rất là ngạt ngào. Sau đây thì các bạn sẽ lấy một phần cải thảo mà chúng ta đã
chuẩn bị sẵn. Cải thảo bây giờ vẫn còn rất là giòn các bạn và có thể ăn được ngay lập tức. Không hề mặn các bạn ơi, rất là ngọt. Và chúng ta sẽ cho một phần hỗn hợp trộn của chúng ta. Khi làm cái này thì các bạn nhớ đeo găng tay nha, bởi vì ớt nó sẽ rất là nóng tay các bạn đó. Và ở đây đã Nina đã chuẩn bị sẵn một cái hộp sạch, bạn đổ vào đây. Sau khi đổ thì lúc nào các bạn cũng dàn trải ra và ém cho thật chặt. Các bạn nhớ là mình phải ém cho thật chặt nha. Các bạn không lấy phần nước thừa, cải thảo của các bạn phải thật là ráo. Sau khi các bạn đã trộn xong thì mình sẽ đậy cái hộp này lại cho thật là kín. Các bạn thân mến, như vậy thì mẻ kim chi của Nina cũng đã xong. Kim chi này thì các bạn để ở ngoài từ 2 đến 3 ngày để cho cải có đủ thời gian lên men, và sau đó thì các bạn có thể dự trữ trong tủ lạnh ăn từ 6 tháng đến 1 năm. Nhiều khi Nina đói bụng thì sau khi làm xong thì Nina có thể ăn liền ngay lập tức, mặc dù nó không được chua, nhưng mà kim chi sauce thì nó cũng đã rất là ngon rồi. Chúc các bạn thành công.